Xin chào các em, lại là thầy đây. Hôm nay lớp nhỏ thầy Hà gia sư như ý 0914203939 sẽ mang đến cho các em chương trình toán lớp 7. Đó là đề thi học kỳ giữa học kỳ 1 của quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội năm 2022. Đề bài của chúng ta như sau. Các em hãy chú ý nhé, mọi thắc mắc của các em hãy comment bên dưới để thầy giải đáp ngay cho các em. Vì đây là câu cuối rồi nên hơi khó một chút. Nên các em hãy cứ thắc mắc gì hãy cứ comment bên dưới cho thầy. Và đề bài của chúng ta sẽ như sau. Cho ABC là ba số thực khác không thỏa mãn A cộng B trừ C trên C bằng B cộng C trừ A trên A bằng C cộng A trừ B trên B. Tính giá trị biểu thức B bằng 1 cộng với B trên A nhân với lại 1 cộng A trên C nhân với 1 cộng C trên B. Đề thi giữa học kỳ 1 Thanh Xuân Hà Nội năm 2022. Và bài giải của thầy đưa ra như sau. Chúng ta chỉ cần áp dụng dãy tỉ số bằng nhau của 3 tỉ số A cộng B trừ C trên C và B cộng C trừ A trên A và C cộng A trừ B trên B. Thầy đã giải bài này lúc 22 giờ ngày 3 tháng 10 năm 2022 ở Thanh Hóa. Chúng ta áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Ta sẽ được là A cộng B trừ C trên C sẽ bằng B cộng C trừ A trên A bằng C cộng A trừ B trên B. Chúng ta đem tất cả các cái tử này này, chúng ta cộng lại với nhau và các cái mẫu này cộng lại với nhau và nó sẽ bằng là A trừ A cộng A nhân với cộng với B cộng B trừ B cộng tiếp với là trừ C cộng C trên A cộng B cộng C. Thầy rút gọn cái tử này đi sẽ bằng là A cộng B cộng C trên A cộng B cộng C sẽ bằng 1. Như vậy ở đây thầy sẽ A cộng B trừ C trên C sẽ bằng cái 1 này này. Đấy, ta có A cộng B trừ C trên C bằng 1. Suy ra tử bằng mẫu là A cộng B trừ C trên C, A cộng B trừ C sẽ bằng C. Suy ra A cộng B bằng 2C, tương tự như thế. B cộng C trừ A trên A bằng 1, tử bằng mẫu. B cộng C trừ A sẽ bằng A, suy ra B cộng C bằng 2A. C cộng A trừ B trên B sẽ bằng 1, suy ra tử bằng mẫu. C cộng A trừ B trên B, C cộng A trừ B sẽ bằng B, suy ra C cộng A bằng 2B. Ta có biểu thức B sẽ bằng 1 cộng với B trên A nhân 1 cộng B A trên C nhân với 1 cộng C trên B. Thầy quy đồng nó lên, 1 sẽ bằng A trên A, 1 bằng B trên B, 1 bằng C trên C. Như vậy B sẽ bằng A cộng B trên A nhân C cộng A trên C nhân tiếp với lại B cộng C trên B. Ở đây thầy nhân lại với nhau, thầy sẽ được là tử A cộng B nhân với C cộng A nhân với B cộng C sẽ bằng 2C nhân 2B nhân 2A, vì A cộng B bằng 2C, C cộng A bằng 2B và B cộng C bằng 2A. Thầy đã suy ra được ở trên đây. Và chúng ta nhân cả tử nhân mẫu với nhau thành là ABC. Như vậy ở đây sẽ bằng là 8 ABC trên ABC sẽ bằng 8. Vậy B bằng 8. Như vậy bài giải của thầy đến đây đã hết rồi. Mọi thắc mắc của các em hãy comment bên dưới để thầy giải đáp ngay cho các em và cũng làm động lực cho thầy để giải các bài toán về sau. Một lần nữa thầy xin chào và hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo.